Dạ vâng, chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với em Lê Hiệp, bất động sản chuyên nhà đất thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương. Và trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới toàn thể quý anh chị một căn nhà cấp 4 có vị trí ngay tại mặt tiền đường Nguyễn Du thuộc khu phố Bình Đẳng, phường Bình Hòa của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quý anh chị, đấy, đường Nguyễn Du này là một trong những trục đường xương sống huyết mạch kết nối từ hướng đường DT743 đi qua lại hướng đường DT743B. Anh chị hình dung dùm em là cái đường Nguyễn Du này nó giống như là cái đường cạnh huyền của một tam giác vuông ấy anh chị. Thì nếu mà di chuyển theo hướng này á thì mình sẽ đi ra là đường DT743 trong tầm khoảng là 400m nha quý anh chị, rất là gần. Còn hướng ngược lại thì mình sẽ đi về hướng là đường DT743B. Thì cái vị trí của căn nhà hôm nay em giới thiệu tới anh chị á là nằm ngay tại mặt tiền đường Nguyễn Du, và phía sau nó là khu công nghiệp V-Ship nha anh chị. V-Ship 1, khu công nghiệp V-Ship 1 đây. Đây là dãy nhà máy, nhà xưởng của khu công nghiệp V-Ship 1, rất là lớn luôn, gần đến 500 hecta nha quý anh chị. Đây là cái đường vào khu công nghiệp V-Ship, đường đại lộ Hiệu Nghị đó, xe đang chạy vào đó là đường đi vào là đường đại lộ Hiệu Nghị để kết nối vào trong lòng khu công nghiệp V-Ship, cũng như có thể di chuyển qua được đường quốc lộ 13. Thì từ căn nhà này nếu mà di chuyển ra hướng chợ 434 trong vòng bán kính là 200m nha quý anh chị, mình có thể đi ra đây ngay cái chỗ mà cái dù đỏ đỏ bên cái đường á, là mình đi đó là cái đường đường 434C, là mình đi qua chợ Bình Đáng, chợ 434 rất là gần luôn. Thì hôm nay em giới thiệu cái căn nhà cấp 4 này có mặt tiền ngay tại đường Nguyễn Du á, là cái căn nhà mà đối diện bên kia đường mà đang kinh doanh mặt hàng là cây tơ tiểu hổ nha quý anh chị. Thì cái căn nhà này có tổng diện tích sử dụng đất là 154,1m², trong đó là có là 120,6m² là đất thổ cư. Đấy, với chiều ngang là 5 và sâu vào là 31 nha quý anh chị. Nhà này hiện tại chủ đang cho thuê là mỗi tháng thu nhập là 10 triệu, tháng thu nhập là 1 triệu. Nhà có mặt tiền là hướng tây. Đấy, kinh doanh buôn bán nó ra sầm uất, xung quanh dân cư buôn bán nó ra sầm uất luôn nha anh chị, xe cộ qua lại rất là đông. Đó, thì với tổng diện tích là 154,1m², thì căn nhà này hiện tại được rao giá bán với giá là 10 tỷ 500 triệu, là quý anh chị đã có thể sở hữu cho mình một căn nhà mà có vị trí cực kỳ đẹp ngay mặt tiền kinh doanh là đường Nguyễn Du và đối diện là khu công nghiệp V-Ship 1. Vậy thì có gì quý anh chị đang cần tìm mặt tiền kinh doanh, nhà mà có mặt tiền kinh doanh ở hướng đường Nguyễn Du này, thì có gì liên hệ em theo số điện thoại 0974313794 để em hỗ trợ thêm và đầy đủ các cái thông tin cho quý anh chị tham khảo. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn.